Các bạn có biết không, đây là con sông chảy từ phía đông về phía tây tới ngôi làng của Nốp đây. Ôi, khi tôi đang review con sông thì bỗng nhìn thấy một nàng tiên cá. Quá bá khi tôi nhìn thấy một nàng tiên cá trông thật ngáo đá. Con này mà mang đi lấu lẩu cá chắc là đắt giá lắm đây. Và vào một ngày trời có mây, thằng Nốp ở trong căn nhà đất đây đã đi câu cá. Liệu Nốp ta có gặp được nàng tiên cá ngáo đá và chuyện gì sẽ xảy ra? Các bạn hãy cùng đón xem video. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách bấm nút like, chia sẻ video và đặc biệt là đăng ký kênh vì nó miễn phí để ủng hộ mình ra thêm nhiều video mới. Trời sáng rồi. Tập thể dục cái. Nhún nhảy. Khi các bạn nhún nhảy, các bạn sẽ thấy mình trông giật giống cái dấu phẩy. Đi vệ sinh cái. Để mình dạy các bạn đi vệ sinh cho nó thật ngầu nha. Chúng ta lấy đà nhảy lên bồn cầu và đi vệ sinh. Khi đó các bạn sẽ thấy mình thật là ngầu. Đó, và khi đi vệ sinh xong chúng ta sẽ hết buồn rầu. Đánh răng cái. Rửa mặt, lau tay. Thế là xong, vệ sinh buổi sáng xong rồi. Soi gương cái. Gương kia ngươi ở trên tường, ngươi có thấy ai được giường như ta? Kính thưa cái thằng Sida, tuy ta ngự ở trên tường nhưng ta chưa thấy ai xấu được giường như ngươi. Ngươi dám bảo ta xấu à? Cái gương bảo Nốp xấu các bạn ơi. Nốp đẹp trai mà đúng không? Trời ơi sao cứ bảo Nốp xấu? Nốp thấy mình đẹp trai mà. Ui đẹp trai lắm. Ôi gì vậy? Chúc vui vẻ. Mấy ông dân làng lại đổ rác trước cửa nhà Nốp các bạn ạ. Trời ơi, nhà mình bị mấy ông ấy trêu suốt ngày, tôi đổ rác ra đây nhà Nốp thành đống rác trước cửa. Các bạn ơi, bây giờ Nốp phải làm sao? Mấy ông dân làng cứ bắt nạt Nốp thôi. Mai các bạn vào đánh mấy ông dân làng hộ Nốp nha. Nốp bé thôi, không là Nốp đánh ngay. Mấy ông dân làng to lắm, không đánh được. Nốp bé này đánh mấy ông đập chết. Đấy, bé khổ lắm, suốt ngày bị bắt nạt tôi. Chúc vui vẻ mới sợ chứ. Đặt đống rác trước cửa nhà mình rồi chúc mình vui vẻ. Vui vẻ cái đầu mấy ông ấy. Mình sẽ để đống rác ra đây. Đó. Rồi để cái biển đây chúc vui vẻ. Đi về thôi. Hôm nay trời nắng chói chang, cớ sao mình lại lang thang thế này? Thôi đi về nhà kiếm việc gì làm đi. Mình có mấy cái cần câu này, hay mình đi câu cá đi. Câu cá kiếm ít con cá về ăn. Dạo này toàn ăn cà rốt với cả khoai tây. Trở thành người rốt với người nhây mất rồi các bạn ạ. Đi xuống cái sông của làng mình câu cá. Câu cá ở cái hố nước sau nhà toàn cá bé thôi, ra sông câu mới có cá to. Khu vườn lúa vàng của mấy bác dân làng này, hôm nào mình ra thu hoạch. Ai kia? Các bạn ơi, mình thấy một nàng tiên cá. Lần đầu tiên trong đời Nốp thấy nàng tiên cá. Nhưng mà nàng tiên cá này trông thật là ngáo đá. Ôi má ơi, con thấy nàng tiên cá ngáo đá. Trời ơi. Ra hỏi thăm nàng tiên cá xem. Bắt nàng tiên cá về nuôi. Ơi, nàng tiên cá đánh đá các bạn ơi. Đấy là nàng tiên cá đánh đá đây. Ôi, ném cái gì vào người Nốp ý. Mất cả máu. Phải à. Ui, mình chỉ dám đứng xa nhìn theo nàng tiên cá. Nàng tiên cá có màu à? Giống con cào cào đấy. Nàng tiên cá có màu. Nàng tiên cá lộn xào. Ui. Nàng tiên cá ném con cá. Ôi.
Ôi các bạn ơi, nàng tiên cá có ngực kìa, hai ngực luôn. À, tôi chết rồi, soi ngực của nàng tiên cá bị nàng tiên cá ném đá, à không, ném con cá vào người. Trời ơi, bây giờ làm gì đây? Không, mình câu cá là nàng tiên cá nhìn thấy ra đây là đánh mình đấy. Nàng tiên cá ơi, ở ra câu nàng tiên cá xem. Nàng tiên cá cũng là con cá, bây giờ mình đi câu cá thôi thì ra câu luôn nàng tiên cá về nấu ăn. Ôi, nếu con cá mình á còn lâu nhá. Đấy, nó nặn xuống là còn đâu mình em trúng. À, vỡ đầu rồi. À, đang bơi rất là ngầu thì bị ném con cá vào đầu. Nhớ mặt người nha, nàng tiên cá ngáo đá. Mình chưa thấy nàng tiên cá nào xấu như cái con tiên cá này các bạn ạ. Ôi, xấu như con châu chấu ý. Câu nàng tiên cá. Câu nàng tiên cá. Câu nàng tiên cá. Đừng ném chết nó bây giờ. Chơi đều đi nhờ. Người ta lại đây mà đánh nhau chứ chơi ném thì ai mà chơi được. Nàng tiên cá bắt nạt nó các bạn ạ. Đã xấu lại còn đánh đá chảnh chó, không cho nó chơi cùng. Các bạn ơi, nàng tiên cá đều. Bây giờ nó đi câu cá bị nàng tiên cá đánh đá, không cho câu cá. Đấy, bực quá. Được lắm, nó sẽ về nhà đi ngủ. Xong mai nó sẽ chế tạo khẩu súng ra bắn chết nàng tiên cá ngáo đá. Cứ ở đấy đợi đi nhá. Mai nó qua đấy. Sao đây có cái biển stop không cho mình đi à? Đứng đây đúng luật an toàn giao thông, mình không được đi ở đây các bạn ạ. Không biết ai làm cái biển stop ở đây thế nhỉ? Không cho đi mà được à? Đường không cho đi các bạn ạ, nhưng mà đường có ai đâu mà mình cấm không cho mình đi nhỉ? Thôi kệ đi, mình không đi vào đường nữa, mình đi ra bên ngoài. Phải xoài. Chỉ về nhà ngủ thôi, tối rồi. Tối có ma đấy, ma nó bắt chết. Ngay được cái là trời sáng ngay. Quá là hay. Mình có sắt, mình sẽ làm khẩu súng các bạn ơi. Mình không lại gần đánh được cái làng tiên cá đấy đâu. Mình phải đứng xa mình đánh thôi. Lại gần là bị ném cá vỡ đầu đấy. Nên là bây giờ nó sẽ chế tạo khẩu súng. Nó sẽ chế tạo khẩu súng ngắm bắn từ xa luôn. Đây trông rất là khủng khiếp luôn. Nhưng bây giờ nó sẽ chế tạo cái túi đạn trước nào. Bắt đầu chế tạo thôi các bạn. Nó sợ không đủ sát đó các bạn ơi. Nó có cái bán súng. Rồi, băng đạn nè. Tiếp theo là nốt sẽ có cái này. Đôi 4, 6, 7 sắt. May quá, nhưng mà nốt thiếu sắt rồi. Bây giờ nốt lại phải xuống khu hầm mỏ kiếm thêm sắt thôi. Hết sắt rồi, lại phải đi mai thôi. Lúc vào căn hầm dưới địa ngục cứ có cái gì ấy kêu, lúc nào nó đi qua kêu cũng kêu ý, sợ lắm. Có cái đất gì đâu mà cứ kêu. Bây giờ nó sẽ đi đào sắt. Đây là cái khu mỏ quặng sắt của nó mới phát hiện ra. Nhưng tuy rằng trông rất sida nhưng mà cũng nhiều phết nha. Rồi. Ui, có quả sắt luôn. Tối om om chả nhìn cái đếch gì các bạn ạ. Thế mà mình vẫn nhìn thấy. Vãi chấy. Giờ nó sẽ phải nung cái sắt này. Nung cái quặng sắt này thì nó mới thu được phôi sắt. Xem nào, nó còn thiếu cái gì nữa. Nó còn phải có cả cát để nó làm kính, để làm ống ngắm nữa các bạn ạ. Đây này.
phải có kính làm ống ngắm của cái súng thì mình mới bắn được ở xa, không thì nhìn được gần thôi. Và nốt đợi để trong thời gian nốt đợi nó nung cái quặng sắt, nốt sẽ đi đào cát. Đào cát về làm tấm kính các bạn. Ô, ông đơn nàng đang nhảy điệu sexy girl à? Sexy sexy lady lady sexy. Ông trên đàng hầm. Đâu rồi, cái xẻng của nốt đâu đây rồi? Cái xẻng của nốt đây rồi, đi đào cát thôi. Ông này đam mê nhảy nhưng mà sao ông lại ra đống rác, ông đứng ông nhảy nhỉ các bạn nhỉ? Ông ấy bị điên rồi. Bò kêu cái gì à, con bò? Mày muốn thành thịt bò nướng không? Chở mông ra đây, tao phây cho một đường. Chờ về nhà nung nung cái cát này lên thì mình sẽ được cái kính đó. Cái cứng, đó, cho cái... Đó, được nè. Rồi xuống lấy sắt thôi, lấy sắt về làm khẩu súng. Ta bầm... Ôi, cái gì đấy? Mình vừa làm cái gì đấy? À, không biết mình làm cái gì luôn. Trời ơi, bốn sắt. Thôi, về nhà thôi. Làm nhanh còn tiêu diệt nàng tiên cá để mình còn đi câu cá ăn. Hô, bắt nàng tiên cá về lấu ăn luôn được. À, chưa bao giờ được ăn nàng tiên cá các bạn ạ. Chỉ được ăn cá thôi, chưa bao giờ nấu được ăn nàng tiên cá. Không biết ăn nàng ăn thịt nàng tiên cá có ngon không. Rồi, bây giờ nó sẽ cho cái này vào nước tiếp. Chế tạo ra tấm kính. Rồi, mới sao tấm kính. Nó xem lại cái công thức làm khẩu súng đã. Bây giờ nó sẽ phải làm cái này. Rồi, làm một súng. Còn cái ống ngắm nữa các bạn ạ. Đây, cái ống ngắm đây. Mình phải làm cái ống ngắm này. Mình nhòm được ở xa. Rồi, bây giờ sẽ để kính hai bên. Và để sắt hai bên vừa đủ luôn. Hên thật. Và bây giờ đến là bước quan trọng nhất. Và mình sẽ chế lắp ráp thành khẩu súng các bạn ạ. Đó. Ý. Rồi, và lớp đã chế tạo thành không khẩu súng ngắm. Nó chế tạo thành công khẩu súng ngắm rồi các bạn ơi. Bây giờ nó sẽ thử cho các bạn xem nhá. Ui, lúc có thể nhòm ra rất xa. Kinh vai các bạn ạ, khẩu súng mạnh vai. Bây giờ nó sẽ thử đi bắn mấy con bò xem. Kìa, có con bò. Từ nó sẽ nhòm và bắn. Nhòm con cứu kìa. Bắn đúng vào mắt luôn. Chết luôn các bạn ạ. Ui, bắn vào ti. Ôi, hết đạn rồi. Nó cần về nhà làm đạn các bạn ạ. Ui, hết đạn mất rồi. Về nhà làm thêm ít đạn thôi. Hết đạn rồi. Đó. Đạn cái này thì ôi, mình cần tiết kiệm đạn các bạn ạ. Hết sắt rồi. Làm đạn. Rồi, nốp đã có 16 viên đạn, bây giờ nốp sẽ ra. Đó, đang nạp đạn. Ý, súng nạp đạn rồi, đầy đạn luôn. Thử bắn ông dân làng cái nhập. Ui, chết. Nốp giết người các bạn ơi. Không phải nốp giết người đâu nha. Nốp chỉ bắn lung tung nào ngờ trúng đầu ông ấy chứ. Tội là nốp bắn đâu. Nốp không biết gì nha, các bạn không được đổ lỗi cho nốp nha. Nốp đấy biết cái gì hết thì. Đâu rồi, nàng tiên cá rồi. Nàng tiên cá, ôi. Nàng tiên cá xoay đầu cái né được viên đạn của mình, vãi thật. Nàng tiên cá trâu vãi các bạn ạ. Mình bắn một viên không chết, trong khi mình bắn mọi thứ khác chỉ cần một viên thôi. Để mình thử những cái chỗ khác cho các bạn xem nhá.
Trời ơi, nàng tiên cá trâu Phật đấy. Để mình thử bắn những cái con khác các bạn xem, một viên là chết thôi nhưng mà nàng tiên cá trâu quá. Đây ví dụ con gà, một viên. Ôi, mình bắn không trúng đấy. Đó, một viên là chết luôn. Con bò đằng xa kia nhá, bắn. Đấy, chết luôn. Vãi à. Rồi, nốp sẽ ra tiêu diệt nàng tiên cá. Một viên không chết thì mình sẽ bắn nhiều viên. Thoát thế nào được với nốp hả? Nàng tiên cá trâu quá các bạn ơi. Mình sẽ phải nín thở để không bị. Ui ôi, nàng tiên cá nhảy để né đạn của mình. À, bắn mãi không trúng đâu được nàng tiên cá. Nàng tiên cá né giỏi thế. Không bắn được vào đầu, nó bắn vào người luôn. Yeah, nó đã giết được nàng tiên cá. Yeah. Hết đạn rồi. Hết đạn rồi, ra nhà xác nàng tiên cá về nấu thôi các bạn ơi. Ồ, đâu rồi? Cái xác. Xác của nàng tiên cá đâu rồi? Ơ, đang bảo nhặt về nấu ăn thử mà. Đâu mất rồi? À, cái gì đây? Sao nàng tiên cá sống lại rồi? Nàng tiên cá vẫn sống à các bạn ơi. Nàng tiên cá giết chết nốp rồi. Người ta là tiên làm sao mình giết được. Người ta giả vờ chết để cho mình ra, người ta giết mình thôi. Mình ngu quá mà.